Đố Đúng. ai biết tại sao? Chắc Chắc là là có mua chỉnh cam cái ngoài. Cô lắp cam ngoài. trong Cam phải chụp mới. điện, phải Chỉnh chụp điện, OBS. Cam mới, bóng mới. chắc Bóng là mua mới cam mất ngoài điện. Chúng ai lắp mất điện mà. vào, phải chụp điện cho nên là rọi ánh sáng vào đèn pin vô, tập trung vô. Cho Điện nên mà lại sáng hơn bình thường này, chắc là nên cấp điện nữa. là Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Đẹp lung linh luôn. Chết rồi. Vậy phải cho cấp điện dài dài luôn. ngon sáng lên một chút nữa cô Mai ạ, nó giống như lúc nãy á, do mình chỉnh hết không? Vậy chắc nó chói vô mắt quá ánh đấy. sáng của chú Mai bây giờ là hết cỡ rồi. Cấp điện mà vào được tới 2 nít này. Có chú Mai dùng 2 cam đúng không? Xin được gửi lời chào thân thương tới các thầy giáo, cô giáo, protector Ami chúng ta. Chú Mai, Yeah. chúc thầy giáo Bùi Chí Phương, cô giáo Thanh Tâm cùng các thầy cô giáo nhà mình một buổi sáng thiệt nhiều niềm vui và năng lượng. Cả nhà mình hãy comment năng lượng đi nào. Năng lượng nào? Tuyệt vời, cảm ơn những năng lượng đến từ các thầy cô giáo nhà mình. Vâng, ngày hôm qua chúng ta đã học những tính năng nào về Zoom? Các thầy cô hãy comment đi nào. Chúng ta đã học những tính năng nào? Trang điểm, đúng rồi, trang điểm đẹp, đổi nền, quản lý phòng Zoom. Còn gì nữa ạ? Cài đặt micro, chính xác. Lọc tiếng ồn, chia sẻ. Vâng, đẹp đổi nền, trang điểm. Còn gì nữa nào? Viết, vẽ, remove. Wow, khóa phòng tuyệt vời. Đuổi kẻ xấu, chia sẻ màn hình. Xử lý kẻ quấy rối, rất tuyệt. Xin cảm ơn các chiến binh Protector Army của chúng ta thật tuyệt vời. Hãy comment chúc mừng tất cả chúng ta. Hãy comment chúc mừng đi nào. Tuyệt vời đúng không nào? Qua 2 ngày thứ 2 của chặng đua này, các thầy cô có điều gì muốn chia sẻ cùng đồng đội, hãy giơ bàn tay điện tử của mình lên nào. Tay đâu, tay đâu? Vâng, rất rất nhiều cánh tay giơ lên đúng không nào? Chúng Mai xin mời bàn tay điện tử của cô giáo Mỹ Nương.
Em xin chào cô Mai, chào cô Tâm và chào tất cả quý thầy cô, đồng đội của chúng ta. Mọi người nghe em nói hãy comment số 1 đi ạ. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Hôm nay rất vui được là người đầu tiên chia sẻ về cái cảm xúc của mình trong cái sau một cái ngày làm bài tập vất vả. Thật ra thì hôm qua nhóm 1 có rất là nhiều cảm xúc. Mọi người đã chủ động được cái cách làm của mình và không cần hỗ trợ từ đồng đội. Tuy nhiên, ai cũng có cái công việc riêng hàng trong ngày, cho nên là đến tận tối thì hầu như các cô thầy cô mới có thể thực hiện cái bài tập của mình. Và em với vai trò là nhóm trưởng, ngồi cổ vũ và chờ đợi quý thầy cô nộp bài. Thì như cô Tâm hướng dẫn là mình có thể tạo ra cái bình luận để biết được cái tình hình của đồng đội mình thực hiện cái bài tập tới đâu, và em ngồi em chờ cái lượt bình luận mà đã hoàn thành, em rất là mong chờ. Và khi mà mình thấy cái số đó nó nổi lên càng nhiều thì mình càng cảm thấy là rất là hạnh phúc. Và nhưng mà nhóm em cũng gặp một số trục trặc, cho nên là tới cái phút chót là 12 giờ, còn 2-3 phút nữa mới tới 12 giờ thì tất cả các cô mới hoàn thành được cái nhiệm vụ nộp bài. Và lúc đó thì cả năm cô là đã bình chọn là đã nộp bài, thì đó là cái giây phút giống như kiểu là cả nhóm vỡ òa hạnh phúc vậy đó. Em cảm ơn các cô trong nhóm 7, rất là nhóm 1 của em rất là nhiều. Các cô đã rất là nỗ lực cố gắng cùng nhau đồng hành để hoàn thành cái nhiệm vụ. Và em cũng xin chúc cho các thầy cô ở các cái nhóm khác cũng lúc nào cũng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tràn đầy năng lượng. Em xin hết ạ. Xin chúc mừng nhóm 2. Dạ nhóm 1 ạ. À. Xin lỗi, xin cảm ơn cô Mỹ Nương nhóm 1 đã chia Dạ. sẻ. Cả nhà hãy chúc mừng nhóm 1 đi ạ. Chúc mừng cô Mỹ Nương ạ. Rất tuyệt vời ạ. Dù có buồn mấy thì chúng ta vẫn phải cố gắng hoàn thành bài tập đúng ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Mỹ Nương rất nhiều. Và bây giờ cô Mai xin mời một chia sẻ nữa. Xin mời chia sẻ của cô giáo N5 Nguyễn Thị Hạnh. Vâng, xin được chào cô chủ nhiệm lớp Thanh Tâm, xin chào cô trợ lý Chu Mai và tất cả các thầy cô có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Thật là may mắn cho cô Hạnh lại được cô Chu Mai gọi tên. Và cô Hạnh có một chia sẻ nho nhỏ với các thầy cô có trong phòng Zoom, đó là khi mà được vào nhóm 5 thì cô Hạnh vô cùng là hồi hộp và hồi hộp. Nhưng mà sự hồi hộp đã được trôi qua và nhóm 5 vô cùng trách nhiệm và các thầy cô đã đạt bài rất là đầy đủ. Và cô Hạnh lại có thêm một bài học nữa là hôm qua cô Hạnh và cô Bạch Duyên đã chia nhau để kiểm tra những cái lỗi ở trên video của các thầy cô. Mình nhìn thấy cái đường link xanh của các thầy cô rồi, thế nhưng mà mình không trỏ chuột vào đó thì mình không thể biết được. Hôm qua cô Hạnh lại thêm có một bài học, đó là mình phải kiểm tra thật là kỹ, vì lúc cô Hạnh trỏ vào đường link xanh đó, cô Hạnh mới biết được là cô giáo đã chưa chia sẻ bất kỳ ai có đường liên kết, nên là nếu mà mình không kiểm tra kỹ thì mình lại mắc lỗi. Vậy đấy là một bài học để cho cô Hạnh học trong chặng 3 này. Và xin cảm ơn các thầy cô và chúc các thầy cô là ngày hôm nay chúng ta lại hoàn thành xuất sắc bài tập. Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn cô Hạnh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của cô Hạnh và là kinh nghiệm của chúng ta hôm nay các thầy cô ơi. Thực ra khi chúng ta đăng video, đừng có vội, đừng vì hết giờ, hãy để ý chia sẻ. Nhiều thầy cô, có thầy cô đã chia sẻ không công khai ấy, chỉ riêng mình đấy thì cả nhà sẽ không xem được dù có gửi link. Vì vậy các thầy cô hãy để ý món này.
Xin cảm ơn chia sẻ tuyệt vời của cô Hạnh. Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Vâng, có thể nói những bàn tay điện tử đang rất nhiều. Cô Mai sẽ xin mời một chia sẻ nữa và các thầy cô hãy thông cảm dùm cô chú Mai nha. Bởi vì thời gian không nhiều ạ. Một chia sẻ mới của cô giáo, có thể nói mới nhận nhiệm vụ ngày hôm qua với đồng đội và sẵn sàng để đứng lên làm nhóm trưởng cô giáo Thanh Hằng. N8 xin mời cô Hằng. Xin chào tất cả các thầy cô. Thì cô Hằng mới nhiều nhận nhiệm vụ ngày hôm qua, thì cô Hằng thật sự rất là, nói chung là rất là hạnh phúc như vậy. Bởi vì cái nhóm của cô Hằng, nhóm 8, rất là trách nhiệm. Thầy cô mặc dù công việc rất là nhiều nhưng thầy cô tranh thủ làm và động viên nhau, nhắc nhở nhau, thì trong nhóm cô Hằng đã hoàn thành trước cái giờ rê. Như vậy thì cái kinh nghiệm của cô Hằng thấy là mình động viên nhau, làm có gì trục trặc mình hỗ trợ nhau, thì như vậy thì nó sẽ không bị trễ. Rất là cảm ơn sự theo dõi của thầy cô. Mà có nhiều kiến đó. Vâng, xin cảm ơn cô Thanh Hằng rất nhiều. Cảm ơn cái năng lượng của cô và chúc mừng N8 đã có một thành viên rất là năng lượng, rất mạnh mẽ, tự nhận nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn cả nhà, hãy chúc mừng N8 đi ạ. Chúc mừng ạ. Chúc mừng N8 ạ. Xin cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Chúng Mai xin được cảm ơn những cái bàn tay điện tử của các thầy cô giáo trên màn hình, cảm ơn rất rất nhiều. Nhưng thời gian không nhiều, vì vậy cô chú Mai xin được để lùi lại sau ạ. Vâng, và bây giờ cô chú Mai xin hỏi các thầy cô, chúng ta đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay hay chưa? Hãy comment sẵn sàng đi nào. Sẵn sàng. Vâng, sẵn sàng. SS rất tốc độ đúng ạ. Vâng, rất nhiều chữ sẵn sàng. Chúng ta đã sẵn sàng thì ai sẽ xuất hiện đây? Theo các thầy cô, giảng viên buổi học hôm nay của chúng ta là ai? Hãy comment một cái tên đi nào. Chị Tỷ ạ, chị Tỷ. Vâng, cái tên hôm cạo qua cô Thanh Tâm ạ, Thanh Tâm cô Tỷ ạ, cụ Tỷ ạ. Vâng, cụ Tỷ là thầy Bùi Duy Phương ạ. Chị Tỷ rất tuyệt vời, xin cảm ơn các thầy cô giáo, thầy Phương, chị Tỷ. Chúc mừng các thầy cô giáo đã đoán chính xác người xuất hiện và chia sẻ của chúng ta hôm nay, đó chính là chị Tỷ, cô giáo Dương Thị Thanh Tâm. Của chúng ta hôm nay có một bài học về Dung thành công và ấn tượng. Chúng Nghe Mai thấy xin cảm vui ơn. cảm ơn cô Mai đấy, thực hành được như cô Mai là tuyệt vời đúng không? Nghe các thầy cô chia sẻ cô Tâm thấy rất là vui. Các thầy cô có cảm giác là sau hai hành trình mà đến bề chặng ba của mình ấy, cái cảm xúc của chúng ta khi mà các đồng đội hoàn thành, nó không phải là cảm xúc của một mình nữa, mà là cảm xúc của cả đội, mà cả đội sẽ làm gì là cảm xúc cho cả một hành trình. Ví dụ hôm qua như cô Nương vừa chia sẻ đấy, cô Tâm thấy là gì, cứ ngồi chờ là cái người bình chọn là lên được 2 số, lên được 3 số, lên được 4 số, lên được 5 số, lên đến hết con số của cái nhóm của mình, vô cùng tuyệt vời đúng không? Vậy bao nhiêu thầy cô thấy là gì, cái chặng 2 ấy chính là làm cho mình có cái năng lượng hơn rất nhiều. Và thứ hai là bây giờ mình không phải chỉ quan tâm mỗi bản thân mình, mà mình là có đồng đội thì hãy nhập vào chat là đồng đội đi ạ. Vậy thực sự đây là cái từ khóa mà cô Tâm muốn thầy cô phải trải nghiệm, phải làm thế nào để rút được cái bài học kinh nghiệm sâu sắc. Bởi vì nếu trên hành trình chặng đường của chúng ta mà không có đồng đội, thầy cô không thể bền bỉ và kiên trì đi đến cuối được. Và đúng không ạ? Và rất là biết ơn tất cả các thầy cô ở đây cũng chính là đồng đội của nhau, chứ không phải mình cô Tâm có thể tồn tại ở đây. Và trong đồng đội nhỏ của, trong cái nhóm nhỏ của thầy cô thì tất cả các thành viên cũng là đồng đội để chúng ta có thể hoàn thành được bài tập của mình. Nếu như trước đây cái chặng 1 hay là trước đó nữa không có đồng đội, hay là mình vào mình lặng lẽ âm thầm mình làm, thì nhiều khi mình xong mình mặc kệ, ai làm thì làm, ai xong thì xong đúng không, chẳng ai quản lý, mình xong là người nhóm trưởng sẽ biết mình xong là thôi đấy. Nhưng bây giờ là mình phải làm gì, phải xem
người kế mình, người trong nhóm của mình đã hoàn thành chưa? Cái cảm xúc đó là đẩy lên cao trào khi mà tất cả cùng hoàn thành, làm cho cả nhóm hôm qua cô Tâm thấy nhộn nhịp đến tận 12 giờ đêm. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Về thứ hai là gì? Cái cách làm của một số nhóm cô Tâm thấy rất là hay. Bây giờ chúng ta không phải là đánh lẻ một mình hay là một mình nhóm trưởng, nhóm phó chúng ta có trách nhiệm cao nữa, mà chúng ta phải làm sao cho tất cả các thành viên đều có cái quyền lợi và cái trách nhiệm như nhau. Đó là chúng ta cặp đôi ấy. Ví dụ như là trong nhóm có chia ra có 6 người chẳng hạn thì chúng ta làm 3 cặp. Thì A kiểm tra B, B kiểm tra A. Thì chính cái quá trình kiểm tra đó làm cho cái bài của thầy cô bị lỗi là khắc phục được ngay. Chứ không phải đến lúc ban tổ chức đi kiểm tra bắt đầu chúng ta mới biết được đó là lỗi. Ví dụ như video không xem được, đường link không bấm được, hay kể cả chúng ta có chia sẻ lên, chúng ta copy vào trong nhóm rồi nhưng mà khi bấm vào không xem được video, hoặc là như cô Mai vừa nói là gì? Bấm vào, à cô Hạnh vừa nói là bấm vào những cái link đó lại không chia sẻ. Tức là những cái kỹ năng rất là nhỏ là chia sẻ video, chia sẻ đường link mà chúng ta vẫn còn chưa thành thạo. Có nghĩa là lúc đó chúng ta chia sẻ chúng ta quên mất, chúng ta làm vội mà. Chúng ta chỉ cần copy cho nhanh để nó hoàn thành. Nhưng mà nhờ đồng đội chúng ta có thể hoàn thành được tốt nhất. Cho nên là chúc mừng tất cả các thầy cô đến chặng này. Cho nên là tại sao đến chặng 3 cô Tâm lại đưa ra yêu cầu cao hơn. Bởi vì cứ một lần level cao lên thì thầy cô thấy mình thay đổi rất là nhiều. Và chúc mừng tất cả các thầy cô đã dấn thân vào trong cái phần vai trò nhiệm vụ nhóm trưởng nhóm phó. Khi nhóm của cô Thanh Hằng là nhóm 8, có cô Vân là cũng gọi là niềm vui nhưng mà lại làm cho cái hành trình của mình chậm lại. Đó là cô có thêm một tin vui, đó là cái em bé. Cho nên là cô tạm thời dừng lại ở chức vụ nhóm trưởng khi mà mình đã hăng hái nhận ban đầu. Nhưng mà như thế cũng là một cơ hội để cho cô Thanh Hằng phát triển. Cô Tâm nói rồi, cái cơ hội không phải ai cũng đã có. Một nhóm 5-6 người nhưng mà có phải là ai làm nhóm trưởng đâu. Nhưng thầy cô lại bận rất nhiều việc, thầy cô không nhận hoặc là đùn đẩy hoặc là đợi ai đó chỉ định mình ấy, thì sẽ chẳng bao giờ đến lượt mình đâu. Cho nên là khi chúng ta như cô Hằng là sẵn sàng khi mình đang là nhóm phó mình lên là nhóm trưởng, thì đấy là cơ hội để tự mình phát triển và tự mình có những cái bài học mà ở bên ngoài chúng ta không có được. Các thầy cô đã từng làm nhóm trưởng nhóm phó đã biết đúng không? Rồi những thầy cô đã bây giờ lên để làm hỗ trợ những nhóm trưởng nhóm phó. Cho nên là thầy cô hãy luôn luôn đặt mình vào một cái vị trí khó khăn, vị trí vượt qua được cái trở ngại, thì thầy cô sẽ đặt cho mình một cái ngưỡng phát triển hơn. Làm sao để mình lên một cái nấc thang mới, chứ không phải lúc nào ở cái ban đầu thì nó cũng chỉ mãi như thế thôi. Chúc mừng tất cả các thầy cô. Xin làm nữa không được á. Đấy là do ở nhóm cô không nhận từ đầu chứ. Rồi chúng ta đã thành thạo ngày hôm qua rồi thì cô Tâm nghĩ là về Zoom ý, nó có rất nhiều, hôm nay cũng khá là nhiều phần thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay. Bao nhiêu thầy cô đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau nhập vào phần chat. Sẵn sàng đi ạ. Rồi. Một trong những cái kỹ năng cô Tâm cũng đã chia sẻ với các thành viên rồi. Chúng ta hãy luôn luôn chụp hình lại cho đồng đội để ghi lại những khoảnh khắc. Nhiều khi chúng ta có một cái bài học cô Tâm đã chia sẻ rồi đúng không? Thì cô Tâm rất là cảm ơn khi các thầy cô gọi là gọi cô Tâm là chị tỷ hay gì gì đó. Cô Tâm thì không quan trọng lắm những cái đấy đâu. Thầy cụ tỷ của chúng ta là đỉnh cao rồi, cô Tâm chỉ là học trò để ở đây hỗ trợ thầy cô thôi. Nhưng những cái khoảnh khắc như thế này này thì ngoài chúng ta đổi hình nền, ví dụ cô Mỹ Nương đã đổi rồi, nhưng khi chúng ta chọn cái hình của chúng ta đại diện ấy thì chúng ta nên chọn một cái hình nền nó đẹp hơn một chút. Chúng ta lại lấy luôn cái hình nền màu vải xanh ấy thì dĩ nhiên cũng được. Cô Tâm quan sát là có cô Nương đổi cả nền Zalo và đổi cả nền ảnh nền à, ảnh đại diện của cả Facebook. Nhưng mà chúng ta nên tạo một cái nền nó đẹp hơn để nó chuyên nghiệp ấy, chứ chúng ta lấy luôn cái nền vải xanh thì nó chưa được đẹp lắm. Thứ hai là chúng ta chụp hình cho đồng đội và thầy cô hãy thỉnh thoảng đưa bài đăng của mình lên trên Facebook. Chúng tôi đang tham gia khóa học này, ngày hôm nay, ngày hôm qua chúng ta thay đổi như thế nào. Chứ còn ví dụ như cô Tâm bảo mọi người là làm cái video đó, đăng một hồi xong là thầy cô lại dừng, thầy cô không có đăng gì hết. Tức là cái quá trình của mình lại dừng lại đúng không? Chúng ta đấy là cái điểm khởi đầu, nếu trước đây thầy cô chưa có đăng gì cả thì bây giờ đấy là điểm khởi đầu rồi, thì bây giờ mình phải đăng thường xuyên để là cơ hội để chúng ta làm gì. Ví dụ đây cô Mỹ Nương chẳng hạn, cơ hội mình quảng bá chính bản thân mình đang học cái gì mà. Đây, cô Mỹ Nương đã thay đổi và cô Tâm cũng thấy rất nhiều thầy cô cũng đã thay đổi khi cô Tâm đã nói, thì lấy được một cách follow theo người đi trước. Người ta nói là follow theo the leader, những ai đã làm rồi, người ta có cái bài học rồi, người ta chia sẻ lại thì mình ít nhất mình làm theo, mình sẽ không phải mất công và hỏi tại sao đúng không? Đây ví dụ cô Nương rất là xinh đẹp, bây giờ cô Nương có thể thay đổi cái nền đi. Đó, ví dụ như nền mình tạo bằng Canva, mình tạo bằng cái gì cũng được, hay chính là bản nền của cái lớp học của chúng ta cũng rất là đẹp, nhưng ảnh đại diện của chúng ta ấy, mà chúng ta sẽ lấy ảnh vuông
chứ không phải là lấy ảnh dọc hoặc là lấy ảnh ngang. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy ảnh dọc và ảnh ngang thì có vẻ là khi kích chuột vào nó sẽ có một cái phần thừa. Đấy, thì chúng ta hãy để cho chúng ta có cái ảnh đại diện là ảnh vuông. Bao nhiêu thầy cô bây giờ mới biết là ảnh đại diện là ảnh vuông thì nhập vào chat là số 1 ạ. Đây, ảnh vuông thì chúng ta có thể tạo bằng gì? Tạo bằng Canva, tạo bằng PowerPoint đều được mà. Còn những ai đã biết rồi thì chúng ta sẽ thấy được là những hình đại diện chúng ta sẽ luôn luôn là bấm vào nó như thế nào thì nó sẽ trên hình nó sẽ như thế, nó không có thay đổi kích thước hay là co ngắn thu dài gì cả. Thế thầy cô có thể thay đổi chỉnh sửa lại nhé. Và mình đang tham gia một khóa học để mình trở thành một giảng viên, mình còn quảng bá cho nhiều thầy cô giáo khác, mình thu hút được nhiều thầy cô hơn về với cộng đồng, thì mình ít nhất là trên cái Facebook của mình, trên tường của mình phải đăng bài về lớp học hay là về những cái quá trình mình phát triển. Hôm nay ví dụ như cô Mỹ Nương này, công việc rất đơn giản là gì, cô có một cái ảnh cô Yến, cảm ơn cô Trương Hải Yến đã chụp hình cho cô Mỹ Nương rất là đẹp đúng không, thì cô có thể lấy cái ảnh này lên trên Facebook cô đăng, chụp kẹp thêm cả ảnh của lớp học. Ngày hôm nay tôi lại có thêm một bài học mới hoặc là một cái hành trình phát triển mới mà tôi nhận được. Tóm lại là cảm xúc của thầy cô phải là cảm xúc thật thì nó mới là bài đăng nó ý nghĩa. Nên nhiều khi chúng ta mà đăng lên nó mang tính chất là gì cho có ấy, thì cũng không thu hút được người xem và người ta sẽ không để ý đâu. Nhưng mà sẽ có những người tàu ngầm để quan sát mình và một lúc nào đấy người ta sẽ hỏi là cô Mỹ Nương ơi cô học cái gì hay thế, có thể giới thiệu cho cô Tâm không? Đấy. Trên là bài học về thương hiệu cá nhân thì cô phải rèn dần dần và nhiều nhiều hơn nữa. Nên tại sao mà bây giờ yêu cầu tên của thầy cô search trên YouTube xem, trên Facebook xem có tìm ra được bản thân mình không? Nên là hy vọng là đấy cũng là bài học nha. Cho nên hôm nay là một cái phần đây. Cô Tâm phải ghi trước mấy lúc là mình quên. Không biết là một buổi sáng như này có đủ để chia sẻ cho thầy cô tất cả những cái này không? Một cái này cô Tâm thấy rất nhiều thầy cô cũng đang mắc. Đó là thầy cô quay video nhưng lại không được theo của cô Tâm. Là ví dụ của cô Tâm là tiếng Anh, của mình là tiếng Việt. Loay hoay một hồi là dịch không biết làm thế nào đúng không? Thế bao nhiêu thầy cô ở trong máy của mình là tiếng Anh thì nhập chữ A mà tiếng Việt thì nhập chữ V này. Rồi cô Tâm thấy là rất nhiều thầy cô mà chữ V là chúng ta sẽ không làm được theo đúng video. Rồi rất nhiều chữ A. Không ai chữ V đâu, à vẫn có chữ V này. Còn ai nữa chữ V nữa không ạ? Dĩ nhiên là chúng ta có thể là tự mình làm theo cái tiếng Việt cũng được. Nhưng tại sao tất cả các phần mềm chúng ta nên dùng tiếng Anh? Một là chúng ta để học tiếng Anh. Thứ hai là hầu như những cái phần mềm mà tiếng Anh để nó sẽ không ít khi bị lỗi. Còn để tiếng Việt không sao cả, chúng ta đang gọi là gì? Ít muốn thay đổi bản thân mình, gọi là hơi lười là không muốn dịch tiếng Anh. Đúng không? Vậy là có hai người tiếng Việt, cô Phùng Minh và cô Vân thôi. Thì ở đây cô Tâm cũng hướng dẫn để thầy cô, bây giờ chúng ta không cài được ngay đâu, chúng ta đang ở trong Zoom thì chúng ta sẽ cài sau nhé. Thì bao nhiêu thầy cô muốn, bao nhiêu thầy cô biết chúng ta chuyển được tiếng Việt sang tiếng Anh rồi thì nhập vào phần chat là chữ bờ đấy. Rồi, rất nhiều thầy cô đã biết. Đấy. Để chúng ta phải khắc phục ngay là chúng ta chuyển về tiếng Việt, từ Việt sang Anh để chúng ta làm nhé. Thì chúng ta quan sát ở phía dưới thanh tab 3 này. Chúng ta trỏ chuột vào nó. Thì nó sẽ có biểu tượng phần mềm Zoom. Và chúng ta bấm vào phần mềm Zoom này. Thì nó sẽ bấm cột trái thì nó sẽ hiện lên phần mềm. Còn chúng ta bấm chuột phải vào nó. Thì nó sẽ hiện lên các lệnh như này. Thì chúng ta sẽ chọn. Đó là chọn Switch Language. Nếu mà của thầy cô đó là ngôn ngữ đúng không? Đây. Chúng ta sẽ chọn cái mũi tên này. Sau đó chọn kích chuột phải vào đây. Kích chuột phải vào phần mềm Zoom. Và dĩ nhiên là bây giờ chúng ta không làm, chúng ta chỉ nhìn thôi. Sau đó chúng ta chọn vào Switch Language này. Đấy. Thì khi bấm vào đây nó sẽ hiện lên danh sách tiếng như này cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ chọn tâm gì đó. Nó sổ ra cái danh sách các cái tiếng này thì chúng ta làm gì? Chúng ta chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Thì bản thân thầy cô là đã chọn tiếng Việt rồi cho nên nó máy nó mới hiện lên tiếng Việt đúng không? Đây, tiếng Anh ở ngay đầu tiên đây. Đấy. Đó, rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Cho nên là hai cô hãy chuyển về tiếng Anh để hôm nay chúng ta quay video cho nó ngon hơn nhá. Rồi, đấy là phần đầu tiên. Phần thứ hai
Cô Tâm sẽ hướng dẫn thầy cô về phần chia sẻ nâng cao mà hôm qua chúng ta đang làm dở phần chia sẻ màn hình đấy. Bây giờ thầy cô hãy vào trong cái phần đường link Zoom cô Tâm gửi thêm nhé. Để cho mọi người vào cái phần này. Cảm ơn thầy Hưng đẹp trai luôn luôn hỗ trợ. Cô Tâm có một quan điểm mà đã nói với thầy Hưng thì chắc chắn là quan điểm đấy thầy cô cũng biết đúng không? Hãy hỗ trợ những người cần và những người đang có nhiều việc, mình sẽ học được thêm rất nhiều kỹ năng. Và thầy Hưng đang hỗ trợ cô Tâm. Các thầy cô vào trong Zoom này đi ạ. Và cảm ơn cô Hải Yến. Cảm ơn cô Nguyễn Phương. Rồi phần chia sẻ nâng cao thì cái phần chia sẻ ngày hôm qua ấy thì cô Tâm thấy một số video các thầy cô giải thích chưa đúng về lệnh, thì một trong những cách để chúng ta giải thích đó là chúng ta hãy dịch tiếng Anh chứ không phải chúng ta cứ trò chuột vào đây mà chúng ta cứ nói một cách bâng quơ, một cách theo trí nhớ của mình mà lại không hiểu cái tiếng lệnh đó là gì đúng không. Ví dụ đây cái lệnh hôm qua cô Tâm chụp đấy là ví dụ thôi, còn rất nhiều cái khác, ví dụ như cái phần participant này cũng có cái mũi tên lên này thì nó cũng có ở đây có cái lệnh liên quan đến nó này, đây là invite hay copy invite link này đấy, invite là mời, hoặc là cái phần mặt cười này cũng có cái mũi tên trỏ lên, mũi tên trỏ lên là cài đặt cho chính nút lệnh đúng không. Còn nếu chúng ta muốn chọn nó thì chúng ta phải bấm vào cái biểu tượng nó. Thì ở phần share screen này cô Tâm giải thích lại là chúng ta muốn chọn toàn màn hình thì chúng ta bấm vào screen, còn muốn chọn một cửa sổ chúng ta chọn một cửa sổ bất kỳ như thế này đấy, thì chỉ chia sẻ một cửa sổ, còn những cái phần còn lại của màn hình thì mọi người sẽ không nhìn thấy. Đấy là sự khác nhau giữa toàn màn hình và một cửa sổ. Thì đấy là phần chia sẻ basic, tức là phần chia sẻ cơ bản. Đấy. Để chúng ta phân biệt giữa phần basic và phần advanced. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần advanced này nó sẽ có tác dụng gì. Thì bao nhiêu thầy cô đã biết cái phần advanced này rồi thì nhập vào phần chat số 2 đi nào. Bây giờ mà thầy cô không biết thì tức là gì? Thầy cô không thực hành OBS thôi. Thực hành OBS thành thạo rồi thì advanced biết rồi đúng không? Rồi, ok, nhưng bây giờ mình đang hướng dẫn Zoom thì mình cũng phải biết là Advanced này làm gì. Chúng ta vào Advanced này. Thì ở đây thì cô thấy nó có một số lệnh. Ví dụ như là PowerPoint Virtual Background thì nó là cái gì? Đó là làm cho cái PowerPoint thành nền của mình. Tức là mình chia sẻ để cho cái PowerPoint dạy học bằng PowerPoint ấy. Thì cái góc của màn hình nó sẽ là hình của mình ở đây, còn cái nền của PowerPoint nó sẽ là nền của máy tính để mình giảng bài, như kiểu của mình dùng OBS ấy. Còn portion of screen tức là gì? Chia sẻ một phần của màn hình. Chia sẻ một phần của màn hình tức là mình chia sẻ phần nào thì nó sẽ nổi lên cho người xem. Còn nếu mà mình không cái phần nó không chia sẻ thì nó sẽ bị khuất. Cái phần chúng ta hay dùng nhất ở đây chính là ố. Các thầy cô có nhìn rõ thì nhập vào phần chat cho cô Tâm là rõ màn hình nào. Cô Tâm thấy cô Lê Tâm bảo là không rõ, vậy cô Tâm xem lại nhá. Thì cái computer audio này chính là cái phần mà thầy cô đang dùng OBS để chia sẻ. Thì cô đã nghiên cứu và cũng đã thành thạo rồi đúng không? Thì đây là một kỹ thuật là gì? Chia sẻ để cho người dùng nghe được âm thanh mà không nhìn thấy màn hình. Phần thứ ba, à thứ tư này là chia sẻ video. Chỉ chia sẻ video, không chia sẻ màn hình này. Cái video là mình chọn thì nó sẽ ra được cái video. Và cái phần thứ năm này thì là chúng ta sẽ coi như nó là một chia sẻ thành một cái cam thứ hai. Tức là có một cái cam thứ hai chúng ta sẽ dùng cái này, còn không có thì chúng ta sẽ không chọn. Đấy là bốn năm cái thành phần, thì thông thường chúng ta chỉ dùng cái một hai và ba thôi là chúng ta hay dùng. Còn nếu mà chia sẻ video trực tiếp thì chúng ta sẽ chia sẻ luôn ở bên ngoài. Cảm ơn các thầy cô. Vào Advanced Share. Một, ở đây nhá, thầy cô Tâm ví dụ này, cái phần một là PowerPoint sẽ thành nền.
cho màn hình. Xin phép thầy Hưng sẽ lấy một cái PowerPoint trong máy của thầy Hưng ra để chia sẻ nhé. Chúng biết nó là cái gì. Đây thầy cô chọn vào đây. Thì sau đó thầy cô bấm vào share này. Thì lúc đó thầy cô phải đi tìm tới một cái nơi có chứa phần mềm PowerPoint, à một cái file PowerPoint nào đấy. Thầy Hưng hỗ trợ cô Tâm xem trong này có cái chỗ nào có PowerPoint không? Thế người nếu không thì cô Tâm sẽ lấy một cái file bao bất kỳ này. Đây đây rồi. Đấy, nói chung là cũng không phải máy của mình, thầy cô cũng thông cảm. Ví dụ như này, Tâm sẽ chọn bất kỳ. Cô đợi chút nhé. Như vậy để thực hành được cái này thì trên máy của thầy cô phải có một cái file PowerPoint sẵn để mình chia sẻ. Đây giả sử cô Tâm có một cái file này, cô Tâm lưu lại. Rồi. Sau khi mình chia sẻ, à mình lưu xong này thì mình sẽ ta đi. Bây giờ cô Tâm sẽ tìm tới. Chưa tìm tới cái file ba bo này. Đây là phần 1. Tìm tới file ba bo. Phần chia sẻ. Kiểu như mình chia sẻ hoặc là mình dạy học ấy thì mình sẽ dùng cái này. Sau đó chọn mà nó gọi open. Đây. Xin phép thầy Hưng bật cam nhé. Đây các thầy cô thấy không? Khi đó người chia sẻ sẽ được ở góc của màn hình và cái file PowerPoint này sẽ ở trên phần nền của mình. Và lúc đó mình chỉ cần dịch chuyển slide là mình giảng luôn ở trên này. Đấy. Thì nó sẽ chuyên nghiệp đúng không? Nó cũng dần giống cái OBS của mình đấy. Có ai bây giờ lần đầu tiên mới biết không? Ok, đấy là phần dùng file PowerPoint nhá. Cảm ơn thầy đẹp trai. Phần chia sẻ thứ hai là phần chia sẻ mà một phần của màn hình. Ví dụ này, các thầy cô ở bên Zoom kia thì sẽ quan sát được. Ví dụ cô Tâm chỉ chọn là portion of screen. Thì bấm vào share này. Thì lúc này nó sẽ hiện lên một cái khung như này. Thì mình sẽ di chuyển tới cái phần mình cần chia sẻ. Đấy. Mình chia sẻ phần mềm nào hay mình chia sẻ một cái phần khung ảnh nào thì mình sẽ di chuyển tới đó. Thì người bên kia chỉ nhìn thấy cái phần đó thôi. Đó. Đây là phần số 2 này. Chúng ta di chuyển này. Nhưng thực ra cái khung này nó rất là nhỏ, đúng không? Cho nên mình ít dùng cái này lắm. Cái phần số 2 là chia sẻ một phần của màn hình. Di chuyển khung tới phần cần chia sẻ. Thì cái này nó khác gì với cái phần chia sẻ một cửa sổ. Ví dụ như chia sẻ một cửa sổ thì mình chọn cửa sổ nào là bên kia sẽ nhìn đến cửa sổ đó hay là người tham gia sẽ nhìn thấy cửa sổ đấy. Còn phần chia sẻ một phần màn hình là gì? Tức là cái gì trong khung này là mọi người sẽ nhìn thấy hết. Đấy. Thì những cái phần bên ngoài khung này thì mọi người sẽ không nhìn thấy. Đấy là cái sự khác biệt giữa một cửa sổ và chia sẻ của cái phần một phần này. Cái phần computer này thì các thầy cô cũng biết rồi đúng không? Khi bấm vào computer này thì tức là chúng ta sẽ bấm thì nó sẽ hiện lên là gì? You are sharing computer sound. Đấy, thầy cô đều nhìn thấy ở cái này ở trên màn hình khi cô với cô chú Mai đã làm và các thầy cô đã làm về OBS cũng đã nhìn rất là rõ rồi. Đó là chúng ta chỉ chia sẻ âm thanh mà không chia sẻ máy tính cả màn hình. Phần số 3 là chỉ chia sẻ âm thanh.
Ông chia sẻ màn hình. Cái này là kỹ thuật của phần làm DJ hay là kỹ thuật của những ca sĩ mà chúng ta chỉ cần xuất hiện mà những ca sĩ trên PTA, các thầy cô thấy, các thầy cô đều thành thạo cái phần này rồi, được chưa? Đấy là ba nút mà chúng ta thường dùng trong phần chia sẻ nâng cao. Còn dĩ nhiên cái phần video này chúng ta bấm vào đây chọn thì nó sẽ mặc định là share sao và optimize luôn. Thì lúc này bấm vào đây chúng ta phải đi tìm tới cái video đấy, nên nó chỉ khác như thế thôi. Còn thực ra thì cái video này mình có thể chọn về phần basic thì cũng là chọn để chia sẻ một video bất kỳ. Còn cái này thì chúng ta chỉ làm khi chúng ta có một cái cam nào đó. Này, thầy Hưng có cái hai cái cam thì đây là chia sẻ cam màn hình của thầy Hưng. Đó. Đấy là cái phần chia sẻ nâng cao thứ ba. Cái này để dùng để làm gì? Để khi chúng ta dạy học mà chiếu lên bảng ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái cam này. Được chưa? Các thầy cô có bao giờ dùng cái này chưa? Đây là cái số 5. Phần 4 là chia sẻ video. Và phần 5 là chia sẻ cam. Thực ra chia sẻ phần cam này thì nó cũng giống như chúng ta làm gì? Spotlight lên để cho mọi người nhìn rõ rồi. Ok. Và bao nhiêu thầy cô nắm được 5 phần của phần chia sẻ nâng cao rồi thì nhập vào chat số 5. Có ai hỏi gì phần này nữa không? Ok. Cái này có lẽ là phải để sau đi thì mới có video. Bây giờ là cái phần hỗ trợ người từ xa. Ví dụ ở đây ngoài cách chúng ta dùng UltraView để hỗ trợ cho người ở xa mình bằng cách máy tính nối máy tính hay là AnyDesk, thì hỗ trợ từ xa bằng Zoom chúng ta cũng có thể làm được khi chúng ta ở trên phòng Zoom. Thì làm thế nào để hỗ trợ được một người trong ở đây thì cô Tâm nhờ cô Thu Thảo nhé. Cô Thảo đang ở trên máy tính đúng không? Chúng ta chỉ hỗ trợ được. Ồ, vẫn chưa biết cách làm PowerPoint á. Đây nhá. Cô hãy bấm vào đây này, sau vào Advanced này, các thầy cô thực hành ở trên máy tính của mình hiện tại thì cô Tâm không cho quyền share. Trên thầy cô không sẽ chia sẻ được đâu, lúc nào thầy cô sẽ làm sau nhé. Thầy cô chọn PowerPoint as virtual background. Cái câu câu tiếng Anh này nó cũng đã dịch ra rồi đúng không? PowerPoint là nền, virtual background là nền mà. Cho nên là khi chúng ta chia sẻ như thế này, bấm vào share này, thì đi chọn tới cái file PowerPoint mà mình có trên máy tính. File đó có thể là file giảng, file thuyết trình hay bất cứ một cái file nào mà thầy cô muốn giảng cho người khác. Thì khi bấm vào đây, thì dĩ nhiên là người chia sẻ phải làm gì? Phải bật cam lên. Thì nó mới ở cái góc này của mình. Thì có nghĩa là thầy Hưng quay lại đây. Đấy. Thì thầy Hưng nói cái gì rồi, next slide các kiểu luôn, là coi như mình đang giảng trên cái máy tính của mình luôn. Và các thầy cô thấy nó rất là hay ở chỗ nào? Là coi như là mình cả tách nền đây này, chỉ tin đấy mình thôi, không có nền. Đấy là cái hay của cái virtual background này, được chưa? Ok rồi, bây giờ để hỗ trợ từ xa này, hỗ trợ từ xa để làm gì? Thứ nhất là bên kia máy của các thầy cô mà bị lỗi cái gì đó mà thầy cô không biết thao tác ở đâu, thì mình có thể là người chủ host, mình có thể join tới cái máy của người đấy. Cô Pha đang tìm phần này à? Hiện tại thầy cô đang ở trên Zoom của cô Tâm không cho quyền share thì thầy cô không bấm được đâu. Thầy cô sẽ thực hành sau nhé. Ok chưa? Bây giờ muốn để hỗ trợ được một người từ xa thì thầy cô sẽ vào cái phần ba chấm này. À, ở đây của thầy Hưng là không có cái này. Hoặc là cái Zoom của dạy mãi là không có cái này. Thì đây là một cái hạn chế. Không có mục chia sẻ. Không không, máy cũ hay mới không phải là liên quan đến cái này đâu cô Yên ơi. Nó phụ thuộc vào cái bao à cái Zoom của cô có cập nhật lên mới nhất hay không ấy. Thì muốn cập nhật, đây lại nói cái cập nhật Zoom này. Muốn cập nhật Zoom ấy thì thầy cô sẽ vào cái phần, xem ở đây có cái cập nhật không. Đây, thầy cô ra cái biểu tượng của phần mềm này.
Thầy cô trỏ chuột vào cái biểu tượng mặt của mình này, hay là hình đại diện của mình này. Sau đó thầy cô sẽ chọn cái check for update. Đấy nhá. Thầy cô chọn cái biểu tượng này. Sau đó chọn check for update. Và thầy cô update lên cái phiên bản mới nhất. Thì nó mới có đủ các chức năng. Được chưa? Đấy, lại thêm cái này nữa. Đó là update Zoom. Nhưng có một cái hạn chế là gì? Nếu máy của mình nó cấu hình hơi thấp thì update lên Zoom nó phiên bản mới nhất có khi nó lại không tích hợp được. Nên cũng rất là chia sẻ với những thầy cô mà chúng ta vẫn đang dùng cái máy nó hơi cổ. Chúng ta update, đấy là một cách. Cách thứ hai là chúng ta trỏ chuột vào thanh công cụ task bar này rồi kích chuột phải vào đây. Nó cũng sẽ có check for update cho mình. Này. Đó. Chúng ta bấm vào đây. Rồi kích chuột phải vào đây. Và sau đó chọn check for update. Hai cách nha. Hầu như nói chung là cái Zoom bây giờ nó rất yêu hay yêu cầu là mình phải update để cái dùng cái phần mềm nó tối ưu nhất. Còn ở đây ví dụ cái này của thầy Hương là cô Tâm mở bằng Zoom dạy mãi thì nó không có cái chức năng hỗ trợ người từ xa bằng cái này thì lúc nào cô Tâm gửi video cho thầy cô vậy. Nhưng mà bây giờ ví dụ cô Thu Thảo ơi, cô Thảo quay sang đây, cô Thu Thảo xem màn hình của cô Thu Thảo giúp cô Tâm này. Đây là một cách hỗ trợ thứ hai, không có cái phần support ở trên cái nút ba chấm này thì chúng ta sẽ phải hỗ trợ bằng cách như sau này. Cô Thu Thảo sẽ xem màn hình đi. Tức là người ở bên kia muốn mình hỗ trợ thì phải xem màn hình. Người cần hỗ trợ thì cần xem màn hình. Còn bình thường support thì mình không cần xem màn hình cũng được, nhưng mà ở đây nó không có. Cái support đấy thì muốn có cái nút support thì nó phải vào phần Zoom để chúng ta chia sẻ. Đấy, cô Thu Thảo lại đi chia sẻ bên ngoài này. Bên 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 phần mềm của thầy Hưng, à bên Zoom của thầy Hưng cơ mà. Bên này. Nhầm. Hai máy một lúc. Ok, rồi cảm ơn cô Thảo. Thì khi mà cô Thảo chia sẻ như thế này, mình muốn join vào máy của cô Thảo thì thầy cô sẽ làm như nào? Ở phía bên góc trên này chúng ta sẽ có một cái mục của người chia sẻ, à, người quản trị, đó là cái view option. Thế cô sẽ bấm vào đây, bấm view option này. Chọn vào mục view option. Sau đó dĩ nhiên muốn hỗ trợ được thì người bên kia phải đồng ý. Nó sẽ hiện lên là gì? Chưa chia sẻ màn hình. Request remote control, tức là ra cái lệnh để điều khiển máy của cô. Đấy. Thì ở đây ví dụ như là nếu là người hot ấy, có Ủa, Thanh toàn Tâm ơi, quyền chưa chia sẻ màn chỉ hình huy cho hay mình. là điều khiển tất cả những người đang tham gia Zoom. Kể cả bên kia đang chia sẻ, mình có thể tắt chia sẻ của họ bằng cách là gì? Stop. Đấy. Mình là chủ hot, mình làm gì cũng được mà. Rồi kể cả bật tắt mic này, rồi là gì? Điều khiển máy. Stop luôn. Ví dụ trong quá trình điều khiển Zoom ấy, có rất nhiều thầy cô là lúng túng thì mình là hot, mình hỗ trợ, mình có thể làm gì? Chia sẻ lại. Cô Phương cần chia sẻ cái gì cô Phương ơi? Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm chưa chia sẻ màn hình. À bên này cô Tâm chia sẻ. Ở giờ xin lỗi. Đây Lúc nãy cô Thảo chia sẻ đây đúng đây không? đây. Rồi. Đây, cô Tâm nói lại nhé. Cái phần support này này, tức là mình là hot ấy, mình có rất nhiều quyền. Quyền sinh quyền sát ở trên này mình làm hết. Ví dụ như cô Thảo đang share mà mình muốn cô Thảo không share nữa thì mình là bỏ cái quyền share trong cái phần share này, bỏ cái share screen này thì tự khắc cái màn hình của cô Thảo sẽ biến mất. Đấy, bỏ cái tích này đi. Rất nhiều thầy cô là ố chết rồi ai share thế kia mất màn hình của mình. Nếu mình phải chủ động ở chỗ này. Nếu giả sử mình quên mất mình không khóa cái share screen thì mình có thể tắt của cái người share. Một là có thể vào đây bỏ tích đi này. Thì cô Thảo cũng sẽ mất luôn màn hình.
Hoặc là trong quá trình rất nhiều thầy cô đang hỗ trợ nhưng thầy cô lúng túng chưa nắm được, thì mình là người mình quản lý trên thì mình có thể làm gì? Mình hỗ trợ bằng cách là tắt giúp cho cô đấy. Đấy. Chứ thầy cô thấy trên các phòng Zoom lớn của thầy ấy, khi mà cô Tâm luôn luôn ở người ở sau hỗ trợ, nhiều thầy cô lúng túng trong quá trình xe hoặc là tắt không tắt kịp là cô Tâm luôn luôn là người tắt giúp thầy cô. Thế thì mình làm chủ động ở trong những phần này. Dĩ nhiên mình muốn làm được như thế thì mình phải là hot. Câu hot thì không làm được. Thì bấm vào đây này. Bây giờ cô Thảo quay sang màn hình bên bên kia điện. Cô Tâm cô Thảo sẽ trên màn hình nó sẽ hiện lên một cái nút. Từ từ nhé, để cô Tâm chụp hình. Nút đồng ý thì cô Thảo sẽ tích vào đó. Này chúng ta sẽ chọn request remote control. Rồi cô Thảo bấm vào điện. Ở đây sẽ hiện lên cái request này thì chúng ta lại bấm vào request. Cái này có khi thầy cô chưa bao giờ làm đúng không? Nhưng nếu ai đã từng dạy học Zoom và đi hỗ trợ người từ xa thì thầy cô sẽ biết được cái nút này. Đúng. À, bây giờ cô Thu Thảo bấm vào chọn đi. Nút màu xanh nhé. Rồi. Như vậy là khi mà cô Thu Thảo đã chọn nút thì nó sẽ hiện lên đây là gì? You can control, tức là bạn có thể điều khiển được màn hình của cô Thu Thảo. Đấy. Thì lúc đó mình sẽ điều khiển. Còn nếu cô Thu Thảo không đồng ý thì cô Tâm sẽ không điều khiển được. Vậy điều khiển thì làm cái gì? Người bên kia đồng ý này. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng này. Thì lúc này cô Tâm có thể vào đây để cô Tâm này, ẩn đi này, rồi tắt đi này. Có nghĩa là mình lại như một người sử dụng máy tính của cô Thảo. Thì cái thao tác này dành cho những ai mà mình hướng dẫn ai đó làm phần mềm nào đó mà người ta không làm được thì mình có thể join vào đây mình hỗ trợ người ta bằng cách đấy. Tức là để chia sẻ ngay trên Zoom cho mọi người đang học. Chứ không cần phải UltraView hay là Intermediate như hiện tại cô Tâm đang làm. Đấy là cái phần hỗ trợ người từ xa. Rồi, bao nhiêu thầy cô thấy là phần này mình có thể làm được thì hãy nhập vào phần chat là ok đi ạ. Có ai hỏi phần này không? Và dĩ nhiên mình muốn thực hành được thì mình phải có gì? Phải có người trong Zoom. Và người đó phải dùng máy tính. Còn nếu mà bên kia người đó dùng điện thoại thì chúng ta sẽ không dùng cái này. Bởi vì điện thoại thì không chia sẻ màn hình để điều khiển được bằng cái máy tính như này. Được chưa? Rồi. Ngon quá, bây giờ biết. À, vào lại lúc đầu á. Muốn vào lại lúc đầu thì thầy cô vậy vào đây này. Bây giờ ví dụ khi chúng ta muốn không điều khiển nữa thì chúng ta vào đây là chúng ta sẽ stop cái màn hình của cô Thảo đi. Rồi chúng ta tắt đi. Nếu cô Tâm cô Thảo lại chịu khó làm lại nhá. Cô Thảo xem màn hình lại đi. Cô Tâm nói lại này. Bước 1 là người bên kia phải share được màn hình này. Còn cái nút support thì lúc sau hôm nay cô Tâm sẽ gửi video cho thầy cô, bởi vì support đấy là phải là cái Zoom bản quyền chứ không phải Zoom ở trên dãy mã thì mới có. Thì khi mà cô Thảo chia sẻ màn hình như này thì chúng ta sẽ vào mục View Option này. Nó sẽ xuất hiện cái thanh này đúng không? Mình sẽ bấm vào đây. Và mình sẽ bấm vào Request Remote Control. Đây là ra lệnh điều khiển màn hình. Remote là điều khiển, control là control làm tức là một cái nút kiểu như điều khiển ấy. Đấy. Lệnh điều khiển. Thì khi bấm vào đây cô Thảo phải đồng ý thì mình mới điều khiển được. Thì lúc đó mình sẽ di chuyển mà tóm lại là mình là người chủ của cái máy tính của cô Thảo để mình làm cái gì thì làm. Đấy, bấm vào request này. Thì trên màn hình máy tính của cô Thảo sẽ hiện lên một cái nút thì cái đó thì chỉ mình cô Thảo nhìn thấy và người tham gia nhìn thấy thôi chứ còn cô Tâm cũng không nhìn thấy. Đấy, cô Thảo đồng ý, tức là nó sẽ hiện lên cái nút màu xanh ấy. Thì lúc này cô Tâm có thể bật bất cứ cái gì ở trên máy của cô Thảo hoặc là hỗ trợ cô Thảo cài phần mềm để tất cả những người trên Zoom có thể quan sát được. Giống như mình chia sẻ màn hình thôi. Còn nếu mà mình dùng UltraView thì mọi người sẽ không nhìn thấy. Dùng AnyDesk thì mình chia sẻ màn hình như thế này cũng được. Thì bên nếu mà AnyDesk thì lại là bên kia lại phải cài AnyDesk. Còn đây là Zoom là trực tiếp Zoom, không cần phải cái phần mềm nào hết. Ok chưa cô Duyên này? Được rồi, ok, cảm ơn. Bây giờ mình muốn tắt cái share của cô Thảo chẳng hạn. Thì như vừa rồi cô Tâm có thể vào đây để cô Tâm stop participant sharing đúng không? Đấy. Mình là host mà mình là quyền chủ động. Mình vào đây mình stop đi. Hoặc là mình vào cái security này. Mình tắt cái nút share screen. Mình bỏ tick này đi.
thì nó cũng sẽ tự động làm cho màn hình của cô Thảo tắt mà không cần cô Thảo tắt. Đây, màn hình sẽ biến mất luôn. Đấy, mình sẽ chủ động cái phần này nhá. Ok, đấy là phần phần thứ tư là phần chia nhỏ phòng Zoom. Bao nhiêu thầy cô biết cách chia nhỏ phòng Zoom thì nhập vào phần chat là số 4 điện. Ai chưa biết thì nhập số 0. Rồi có mấy số 4 rồi. Thì ví dụ bình thường cô Tâm hay chia sẻ phòng Zoom, chia phòng Zoom cho mọi người vào thực hành ấy. Đó. Thì thầy cô sẽ làm như thế nào? Thì trên cái nút công cụ này nó phải xuất hiện cái nút chia sẻ phòng Zoom. Thì hiện tại nó đang đang có đây rồi. Còn nếu giả sử Zoom của thầy cô không có thì mình cài ở đâu? Thì đầu tiên là để lấy ra cái nút này, lát nữa sẽ hướng dẫn sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào vào background Zoom này. Tuy nhiên chúng ta phải vào là hot thì mới có. Ở đây là mà mình chia hết rồi. Đúng. Rồi vào cái phần more này. Sau đó vào background Zoom này. Một này. Sau đó background Zoom này. Ở trên máy của thầy cô có cái nút này không? Ai có thì nhập chữ có nào. Ừ, cũng biết tiếng Anh là gì đây. Back break cao. Rồi. Vậy thầy cô thử bấm vào đây xem có làm được không? Miễn là có background Zoom là được. Còn ví dụ như là tại sao của cô Tâm lại nhiều lệnh này? Cái lý do là live on Facebook, live on work break hay là live on YouTube, bởi vì cô Tâm là hot thì mới có những cái lệnh này, tức là phải là người mở Zoom. Các thầy cô có hiểu chỗ nào nhỉ? Tức là background Zoom thì có thể câu hot hay hot đều có, nhưng cái live live tức là đây là live stream ấy thì người hot mới có, còn câu hot không có mấy cái lệnh này. Đấy. Thì đây là cách để chúng ta livestream trên YouTube một cách trực tiếp, video có thể đưa lên luôn. Còn background của thầy cô không có thì chúng ta sẽ lát nữa cô Tâm sẽ hướng dẫn các thầy cô lôi ra nhé. Thì khi chúng ta vào đây nó sẽ hiện lên bảng lệnh như thế này. Thì ở đây nó sẽ có 3 lệnh. Thứ nhất, cái nút đầu tiên là nút create. Đây là tạo ra bao nhiêu phòng thì chúng ta sẽ nhấn vào đây cái số phòng của nó. Nút thứ hai là assign automatic, là đây là phòng tự động. Tức là khi mà cô Tâm để cho mọi người tự động vào phòng để chia phòng ấy thì sẽ chọn cái này. Là ngẫu nhiên là ai vào phòng nào cũng không biết đúng không? Còn assign manually là gì? Là chia phòng theo cái mặc định cho trước. Tức là theo người bây giờ cô Tâm sẽ làm từng lệnh một để mọi người sẽ biết được nó khác nhau chỗ nào nhé. Còn let participant tức là gì? Để cho người tham gia chọn phòng. Ví dụ như chúng ta đang từ phòng 1 đến phòng 8 thì những người là phòng 1 phải vào phòng 1. Những người nào vào phòng 2 thì vào phòng 2. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt cái phần số phòng vào đây. Đây là cài đặt số phòng. Thật ra trong quá trình dạy online ấy, mình phải có nhiều thời gian mình mới đi chia phòng. Chứ nếu mà mình ít thời gian mà đi chia phòng thì có vào mới ra thôi đã hết giờ rồi đúng không? Ví dụ ở đây cô Tâm thử chọn, ở đây có 16, 17 người đúng không? Thì cô Tâm thử chọn là 4 phòng nhé. Mình có thể nhập trực tiếp, có thể tăng giảm theo cái mũi tên này. Bây giờ cô Tâm thử chọn grid này. Thì đây là người tham gia là ngẫu nhiên vào từng phòng mà không có chỉ định gì cả. Đấy. Ví dụ ở phòng 1 là có cô Thủy, cô Văn, cô Phương. Đấy. Thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đúng không? Danh sách phòng là ngẫu nhiên. Đấy là cái phần bước đầu tiên. Ở mục automatic này. Mục automatic. Thì phòng được chia ngẫu nhiên.
theo danh sách và nó chia đều nhé. Ví dụ như 16 người mà chia vào 4 phòng thì mỗi người sẽ hiển nhiên là mỗi phòng là 4 người. Nhưng ví dụ như là 17 người thì chắc chắn là sẽ có một phòng 5 người. Đấy. Thế còn cái nút thứ hai thì nó khác gì? Bây giờ cô Tâm sẽ quay trở lại. Nếu chúng ta chọn cái nút thứ hai, assign manually, thì nó sẽ khác ở chỗ nào? Đây. Thì lúc này nó chỉ hiện ra phòng thôi. Và mình sẽ phải bấm vào đây và mình chọn người. Đấy. Ví dụ là mình tích vào phòng 1 là phải vào phòng 1. Những người nào phòng 1 bắt buộc phải vào phòng 1, không bật vào phòng khác. Thì đấy là cái lệnh thứ hai. Nó sẽ ra phòng và sẽ ra chính sách này và bắt buộc phải vào phòng theo chỉ định của người chủ trì. Đấy là cái lệnh thứ hai. Lệnh này là lệnh assign manually này. Nút thứ hai. Nút thứ hai. Assign. Là chỉ định người vào phòng theo danh sách chờ trước. Tức là ví dụ tại sao bắt yêu cầu mọi người đổi tên ấy, đấy là cái cách này này. Còn nếu mà mọi người không đổi tên thì sẽ không biết đó là thuộc phòng nào thì không thể chọn được đúng không? Thì cái sự lựa chọn này là gì? Mọi người không có cách nào khác, tự tự động là roi vào phòng luôn. Đấy. Đấy là cái thứ hai này. Còn nút thứ ba. Cái nút thứ ba là hay làm khi chúng ta chia phòng ngẫu nhiên ấy. Let's participant. Thì chúng ta bấm vào đây. Thì lúc này khi mà bấm vào Open Zoom hoặc là chúng ta có thể ấn vào size để chọn người được, nhưng mà không cần thì chúng ta bấm vào Open on Zoom này thì mọi người sẽ tự động chọn vào cái phòng mình thích, hoặc là đây ví dụ như em bấm vào đây. Đấy. Thì mọi người sẽ tự động chọn chứ không phải theo người chủ trì nữa. Thì thông thường là cái cách này nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì bây giờ mà 16 người đều chọn vào phòng 1 thì nó tốt nhất là không cần chia phòng nữa. Chúng ta sẽ chọn một hoặc là hai thôi, chứ còn chọn cái mục thứ ba này thì cũng rất là khó, lại đòi hỏi cái người tham gia phải có ý thức hơn. Đấy. Ok chưa ạ? Nút thứ ba nhé. Ở đâu này? Bao nhiêu thầy cô nắm được ba phần này khác nhau rồi thì nhập vào số 3 đi ạ. Mục thứ ba là cho người tham gia tự lựa chọn phòng. Thì cái này khi mà cô Tâm hướng dẫn mọi người là các thầy cô hãy vào đúng phòng của mình ý. Thì đấy là khi chúng ta đã được chia chia nhóm rồi thì chúng ta sẽ chọn theo cái mục thứ ba này, hoặc là chúng ta chọn theo mục thứ hai đấy. Ở đây là cái ảnh. Ok. Bây giờ trong khi chúng ta chia phòng này thì mỗi phần chia phòng nó đều có cái phần gì? Option. Thì option là cái gì? Ví dụ đây, honor participant to choose join, tức là tùy theo mục nhá, nó sẽ có các cái option khác nhau. Ví dụ mình đang ở cái mục mà cho mọi người tự chọn phòng ấy, thì đây là mình tích vào đây rồi. Honor participant to return, tức là tự động rời phòng, cho phép rời phòng. Tức là nếu mà mình bỏ tích đi thì người ở trong phòng nhỏ sẽ không ra được ngoài cho tới khi chủ hot tắt được cái phần chia phòng. Đấy, thì còn mình tích vào đây thì người ở trong phòng nhỏ đấy sẽ ra bất cứ lúc nào, không cần phải người chủ hot đồng ý. Còn automatic move on aside participant in background room, tức là tự động di chuyển người tham gia đi ra khỏi cái phòng room nhỏ. Hay là automatic move main, tức là quay trở lại phòng room chính tự động. Đấy. Rồi background room flow automatic after là gì? Rời khỏi phòng room sau bao nhiêu phút thì mình có thể vào đây mình cài đặt. Còn nếu mình không cài đặt gì cả thì mình sẽ tắt lúc nào là tùy mình. Đấy. Rồi kể cả cái đếm thời gian. Ví dụ khi mà cô Tâm tắt đi cái chia phòng thì có phải nó sẽ có hiện lên cái đếm thời gian cho thầy cô ở đây là 60 giây không? Thì chúng ta sẽ cài đặt ở chỗ này. Đấy chưa? Có vẻ lệnh hơi dài mà đi
giải thích từng lệnh và viết ra file Word thì dài nhỉ. Thế thì cô chịu khó làm gì? Mình đi dịch tiếng Anh nhá. Chúng ta vào cài đặt phần option này. Sau đó đi hiểu từng lệnh này chúng ta cài. Được chưa? Cứ tâm nữa phải ghi nhiều. Cài đặt cho chia phòng. Đi vào một option. Như vậy là cố gắng để cho nó xong nhá. Ok. Và khi chúng ta bấm vào Open on Zoom này, đây là đang chế độ, nếu mà để ở chế độ automatic là mọi người tự động vào luôn đúng không? Ai ở phòng 1 phải vào phòng 1, ai ở phòng 2 phải vào phòng 2 này. Thì khi bấm vào đây, thầy cô thấy là gì? Mình là người chủ host hoặc là co-host, nó sẽ có thêm cái này. Khi mà mình đã chia phòng xong, mọi người vào thì vào, còn không thì cũng không sao đâu. Thì bên kia nó sẽ có nút để vào phòng. Thì chúng ta có thêm cái nút broadcast này. Cái broadcast này là cái gì? Thấy cô thỉnh thoảng thấy cô Tâm nhắn cái gì đó à? Hay là thấy cô thấy thỉnh thoảng cô Tâm nói cái gì đấy? Thì chính là cái phần này. Đấy. Đây chính là cái mà để ra lệnh khi mình ở bên ngoài làm chủ host. Broadcast message tức là nhắn cho tất cả các phòng nhỏ. Còn voice tức là nhắn bằng lời thoại. Đây là hai phần khác nhau. Nhắn vào phòng nhỏ nhé. Nhắn vào phòng nhỏ. Dạng tin nhắn. Hoặc là lời thoại. Ok. Khi muốn tắt phòng Zoom thì chúng ta chỉ cần nhấn vào Close on Zoom. Còn nếu mà ở đây mình có cài đặt về thời gian thì nó sẽ tự động mà tắt sau một khoảng thời gian nào đấy, 10 phút, 15 phút hay bao nhiêu phút. Đấy. Còn thì mình không phải bấm vào cái Close này nữa. Còn nếu mà mình để chế độ không có cài đặt thời gian thì mình sẽ bấm vào đây mình cài đặt thì nó sẽ tự động là gì? Sau 60 giây. Đấy, nó sẽ tự động tắt. 1 2 Thì thầy cô có thể thực hành cái này để mình biết cách chia phòng ở trên nhóm nhỏ của mình. Thì tắt chia phòng. Có vẻ hôm nay kiến thức cũng hơi nhiều nhỉ. Muốn một tuần này xong hết các phần đấy. Rồi, thầy cô sẽ thực hành thêm cái phần này. Cứ quan tâm nha. Khi bấm vào đây thì tự động cái thời gian nó sẽ chạy đây này. Còn bao nhiêu giây thì mọi người sẽ tự động ra cái phòng chính. Ok nhá. Rồi phần cuối cùng. Đó là phần ghi video. Thì cái này thầy cô quá thành thạo rồi đúng không? Là bao nhiêu thầy cô mà bây giờ đến thời điểm bây giờ mà không biết tìm video ghi bằng Zoom. Thì nhập vào phần chat giúp cô Tâm số 0 nè. Nếu thầy cô biết rồi thì cô sẽ tự làm video nhé. Cô Tâm không cần hướng dẫn cái phần này nữa. Rồi, ví dụ như ghi âm này. Chúng ta có thể vào đây. Nếu mà máy gọi là Zoom bản quyền thì nó có cả record trên cloud. Thì trên cloud thầy cô mà không có cái Zoom bản quyền thì sẽ không có cái này. Đúng không? Đấy. Và lấy lại cái video thì chúng ta vào phần document ở trên máy tính thì chúng ta lấy. Có lẽ là cái video này cô Tâm sẽ gửi cho mọi người xem rồi. Nhưng mọi người thực hành nhé. Mọi người biết rồi mà. Được chưa? Còn khi ví dụ như mình đang chia sẻ này. Mà mình quên mất mình không ghi âm ấy thì mình sẽ làm như thế nào? Thì mình lại vào mục mo thôi. Hôm qua mình đã học cái mục mo rồi đúng không? Trong này là có tất cả những lệnh mà mình quên thì mình vào đây mình cài đặt. Thế đây cô nhớ cái này nhá. Ví dụ record này là ở đây này, rồi kể cả share sao cũng ở đây hết. Trên giả sử mình quên thì mình không cần tắt share đi, mình vẫn có thể vào đây mình cài đặt lại. Đấy là người chủ động về Zoom, được chưa? Còn để lấy cái video ra thì thầy cô vào cái phần document này và nó sẽ có cái thư mục Zoom ở đây thì tất cả những video Zoom là mình ghi âm ở trên này hết nó sẽ lưu lại ở đây cho mình để lấy lại video, bởi rất nhiều thầy cô là ghi xong rồi không biết tìm ở đâu đúng không? Thì đầu tiên là mình phải vào document ở trên máy tính trên ổ C hoặc là trên cái thanh công cụ này là có sẵn rồi thì mình sẽ có ngay cái phần Zoom ở trong cái này đúng không? Chắc cũng không chụp hình kịp, sau cô Tâm sẽ chụp sau vậy. Thôi 6 giờ rồi à,
Cảm ơn các thầy cô để chúng ta có thể nghỉ đi làm. Rồi, mời cô chú mày. Đúng rồi, cách để chia phòng nhỏ là cách 3 là cách mà mình cho người tham gia tự động chọn phòng. Thì cô Tâm đang nói là cách 3 thì không nên dùng cách 3, bởi vì khi đó mà tất cả đều vào một phòng thì không gọi là chia phòng nữa. Kiến thức bảo là thực ra mọi người làm nhiều mọi người sẽ biết thôi. Còn cái cách thứ nhất là automatic, là sẽ chia đều, nó sẽ không bị lệch số lượng. Cách thứ hai thì là theo cái danh sách cho trước, nhóm một bao nhiêu người, nhóm hai bao nhiêu người, là tích vào cái đấy rồi thì mình sẽ chọn vào, được chưa? Rồi mời cô chú Mai ạ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Cô chú Mai đâu rồi? Alo, MC đi làm rồi à? À, mời các thầy cô bật mic ạ. Có ai hỏi gì không ạ? Cô Tâm có thể dành khoảng 5 phút để thầy cô hỏi đáp. Cô Tâm Rồi ơi, nếu mời mà cô mình Tâm. làm một mình thì cái chia phòng nhỏ ấy nó có hiện đấy không? À, làm một mình á? Làm một mình làm gì có người mà chia? Thì có hiện các nút lên không ạ? À? À, không. Bây giờ cô Tâm lấy cái Zoom nhỏ ra thì chúng ta phải vào Zoom. Vào đây cơ. Trời ơi, hết mất giờ rồi. Và trong phần trang web của Zoom thì mới chia được, mới lấy cái nút đấy ra được. Bình thường trên cái phần mềm Zoom của thầy cô không có background Zoom thì không có đâu. Thì mình lại phải vào zoom.org, .us ấy, để chúng ta lấy ra. À, cô Mai bị ảo. Rồi mời cô Kim Phan à. Em cảm ơn cô Tâm, hôm nay kiến thức là rộng bao la, mà hôm nay đã giải đáp cho em được rất là nhiều thứ ạ. À. Với lại em xin rất là cảm ơn cô Tâm ạ. À. Dạ. Với lại em xin mà chia sẻ một cái nhỏ nhỏ mà em thấy thầy cô sáng giờ cầm bút ghi á, ghi rất là cực luôn. Thế thì bây giờ cái kiến thức hôm trước cô Tâm đã chia sẻ cho mình là mình sẽ đọc ở trên Google á, thì làm tới đâu mình chụp lại tới đó là nó rất là nhanh. Giống như là mình đang giảng á, thì có những cái cô Tâm đã khoanh sẵn cho mình dùng bút hoặc viết cho mình luôn đấy, mình cứ chụp lại mình cho vào cái phần ghi chép đó là rất là nhanh mà mình theo kịp kiến thức nữa. Thì cái này phần này em chia sẻ thì hôm sau mình sẽ giải quyết được rất là nhiều thứ, mình không phải cầm bút cầm giấy để mình ghi, mình sẽ không kịp, bởi vì rất là nhiều từ tiếng Anh đó thầy cô. Dạ. Dạ, xin Cô cảm ơn. Phan gửi cho mọi người kinh nghiệm thì file word cô Tâm gửi cho mọi người mà không cần phải ghi lại đâu, đã bỏ học nhìn chăm chú xem nó là cái gì đã, hiểu nó đã, được chưa? Rồi mời cô Huỳnh Ngọc nào. Dạ, em xin chào cô Tâm. Dạ, cô Tâm cho em hỏi chút xíu là ở cái phần mà điều khiển máy của người khác khi người khác chia sẻ thì bây giờ như bọn em quay video nộp bài cho cô thì em có thể dùng hai máy tính và quay như thế được không? Tức là mình không cần cài phần mềm Anydesk á. Quay video để mà cái remote đấy á, Dạ. muốn làm được cái đấy thì làm gì, chỉ có để có người vào thôi. Sau ý em nói là bây giờ em dùng hai máy tính, xong rồi là em sẽ cho cái máy tính bên kia chia sẻ và em sẽ dùng cái máy này để điều À khiển. được, thì cô Tâm mới nói là phải có, cần có đối tượng là phải là thứ nhất là bật cam này, thứ hai là phải chia sẻ màn hình thì mình mới điều khiển được máy của người ta, chứ người ta tắt cam mình cũng không làm gì được, người ta không chia sẻ màn hình mình cũng không làm gì được. Đấy. Rồi em cảm ơn cô Còn Tâm có ạ. một cái lệnh là lệnh support. Lệnh support thì không cần chia sẻ màn hình, mình vẫn có thể join vào được. Nhưng cái support hay là background Zoom để lôi được tất cả các cái nút này ra được vào cái màn hình Zoom của mình ấy, thì thầy cô phải vào cái này. Rồi để cô Tâm thêm một chút thời gian cho thầy cô, không là cũng lỡ mất. Đó là thầy cô phải vào đây. Rồi là tôi chia sẻ. Đây. Thầy cô phải vào trình duyệt Google này. Và thầy cô chọn zoom.us. Sau cô Tâm sẽ gửi video các thầy cô chịu khó xem qua nhé. .us. Bởi vì hiện tại trên cái máy của thầy Hưng nó không có cái này. Ủa sao có thầy Hưng? Rồi. Các thầy cô nhìn cái này không? Bao nhiêu thầy cô đã biết trang web này rồi mà mình cài đặt thì chắc chắn là mình đã đăng ký thì mình đã biết trang web này rồi đúng không? Thì mình vào đây mình cài đặt các nút này. Cài đặt các nút của Zoom. Kể cả những cái nút share screen hay tất tần tật nó đều ở trên đấy hết. Cô Thì Tâm mình vào ơi, trang web này.
Ở Vâng. máy dưới của em có dưới màn hình như cô. Sao đây? Ở cái zoom kia của em ở dưới màn hình như cô. Đây á. Không, trang web mà. Thì khi vào đây thì mình cần đăng nhập chính cái tài khoản mà mình đã đăng ký Zoom ở trên cái phần mềm ấy. Hoặc là gì? Mình sẽ vào đây này. Mình vào trực tiếp cái chỗ này. Mình bấm vào biểu tượng mặt hình của mình này. Sau đó sẽ bấm vào. Ở đây nó là cái gì? Sao bây giờ nó không có cái lệnh đấy nhỉ? Có khi là có cái lệnh là do trực tiếp vào trang web luôn ấy. Bây giờ không có thì thôi mình lại phải vào My profile à cô? không Bấm vô biểu có tượng của à, cái Gmail luôn. đây rồi, bây giờ nó lại thay đổi cái My my profile đúng profile không? này đấy. Thế cô bấm vào đây luôn thì thấy cô cũng join tới ngay mà không cần phải đi tìm trang web mà cái Gmail mà mình đã từng đăng ký ngày xưa. Cái my profile nó ở dưới này luôn, bây giờ nó update lên nó lại khác. Hoặc là vào đây. Đó. Thì khi bấm vào đây thì cô thấy là gì? Nó sẽ join tới cái phần mềm. Thế cô khám phá đi. Nó có rất nhiều thứ. Ui, vẫn phải đăng nhập vào mail. Vẫn thế. Tìm tới cái Gmail mà mình đã đăng ký Zoom này. Thì trên này. Đây. Thế cô sẽ vào cái phần meeting này để thầy cô cài đặt. Xem là có phải meeting không? Không phải. Meeting. Meeting. Setting này. Thế cô vào mục setting thì trên này nó rất nhiều cái phần cài đặt, thì cô có thể vào đây để khám phá thêm. Đây. Đó. Rất nhiều những cái gì mình tích lên là nó sẽ hiện lên trên màn hình của mình. Còn mình không tích thì nó sẽ không hiện. Tất cả những cái đặt ở trong này, ví dụ như là camera mở hay không này, phòng chờ mở hay không ở trong này cũng cài đặt hết. Thì cái background zoom là ở gần ở dịp cuối này, nếu mà máy của thầy cô không có. Thì cô sẽ vào xem nào. Đây, meeting chat cũng ở trong này này. Rất là thật. Share screen ở trong này cũng có hết này. Ngoài cái cài bên ngoài kia. Nhưng riêng các cái nút lệnh thì không có thì mình phải vào đây lôi nó ra. Đây, remote control này. Ví dụ mình mà không có cài đặt này thì mình cũng không thể điều khiển máy của người ở xa được. Đấy. Được chưa? Background zoom nó mãi dưới này. Report đây. Hiện tại ví dụ như máy của thầy Hưng, cái zoom kia là zoom của dạy mã, nó đã cài đặt sẵn rồi thì chúng ta sẽ tích cái này lên thì trên máy của thầy cô mới hiện lên, và tích cái này lên nữa thì là sẽ hiện lên support, support của chính cái zoom của thầy Hưng ấy. Đấy, support là hỗ trợ mà không cần chia sẻ màn hình, hỗ trợ một một đấy, được chưa? Đây là hai cái thầy cô lôi ra ngoài thì cô tích nó lên và thôi, thầy Hưng tắt mất rồi. Không làm sao, không phải em tắt đâu. Tắt à? Rồi đấy, đại khái là hai cái nút đấy thì cô vào trong đó thì cô lôi ra nhá. Rồi ok. Rồi, cô Văn hỏi gì không? Cô Văn hỏi gì cô Văn ơi? Vâng, cảm ơn cô Tâm. Cô Văn thì không hỏi, cô Văn muốn nói rằng là cái phần các cái nội dung này thực sự là từ cái ngày học học dịch đấy đã lên video của thầy Phương xem rất nhiều, nhưng mà đến bây giờ thì lại quên quên, tức là khi mà cô Tâm gọi lại cái là tự dưng mình nhớ cái thời học Zoom đấy, hồi cũng vào phần mềm mềm Zoom Zoom Earth đấy, mở ra thực hành thì cứ hôm nào mắc cái gì mà thầy Phương hướng dẫn cái đấy, mà đúng là lâu không thực hành không xem là mình quên hết như là mới học ấy. Cảm ơn Thực hôm ra nay cô quên hay Tâm đã nhớ chia là sẻ. do mình thôi. Mình không Vâng. thực hành thì quên ngay. Và lý do vì sao mọi người thấy cô Tâm nhớ? Vì thực hành nhiều thôi. Đúng không? Nó tin học cũng giống như tiếng Anh ấy. Mình mà bỏ đi là thôi sau lại mới tinh. Cho nên là mình thành thạo thì chẳng qua là mình phải thực hành nhiều. Thì thấy cô muốn làm những thao tác hôm nay, ví dụ như chia nhỏ phòng Zoom hay là điều khiển người từ xa ấy, thì thấy cô bắt buộc phải vào Zoom bằng có 3 người tham gia thì chúng ta mới làm được. Ít nhất là 3 người. Ba người chia phòng hay là tóm lại là chia phòng thì chắc là cũng phải chẳng nghĩa là hai người chia phòng à? Đúng không?
Hay là đây là muốn làm nhóm nhỏ, nhóm nhỏ thì lại nhiều người không thực hành được. Tâm ơi, cho em À. hỏi mình chia phòng, tại vì bữa hôm em cũng có làm thử chia phòng xong em không biết vào đâu để mà mình vào, để mà mình nghe trong cái phòng người đó nói. Em cũng thử À. bữa cũng làm thử nhưng mà vô xong rồi xong em không biết, em phải thoát ra không biết người ta vô trong đó làm gì, mình không biết làm sao á. À đấy, cô Tâm hướng dẫn cái mà người chúng ta hot đi đi dạo các phòng, cô Tâm đi dạo. Thế bây giờ này phải phải chia sẻ ra mọi người vào phòng rồi cô Tâm mới, nhưng mà tắt mất rồi, cô thấy Hưng tắt mất rồi, bây giờ cũng muộn rồi, thôi thì có gì thì buổi sau vậy, chứ bây giờ là thấy cô lại muộn đi làm. Thế cô cứ tập đi Cảm đã, ơn cô Tâm rất nhiều mình nha. vào phòng Zoom khoảng 4 người vào xong cái phần video đấy nhá, ví dụ thì cô kết hợp như này này, trong một nhóm 5 người chẳng hạn thì cô vào Zoom khoảng 15 phút thôi, một người chia sẻ cài đặt phòng sau đó ghi lại của mình, xong người thứ hai ghi lại của mình, người thứ ba ghi lại của mình, tức là gì, tất cả mọi người đều có video và mỗi một cái video đấy thầy cô dừng lại stop thì 3 4 video đó sẽ gửi cho từng thầy cô một, thì thầy cô đều có bài tập đúng không? Ok chưa, đấy là cách làm đấy, Ok. sau đó mình ghép vào với nhau thôi. Đấy, hôm nay chắc để cho mọi người làm bài tập về Zoom thôi, chứ còn nếu mà kết hợp cả MC nữa chắc cũng bận nhỉ. Nhưng mà thấy cô ai bảo là lâu lâu không làm MC OBS lại quên mất rồi đấy. Rồi, kết rồi, 6:15 rồi, mời cô Trương Mai. Buổi chia sẻ của cô Thanh Tâm thật là tuyệt vời đúng không cả nhà ơi? Tuyệt vời. Thực sự là hôm nay mới thấy cô Thanh Tâm càng càng tỉ tỉ hơn đúng không? Hôm nay ta gọi là chỉ tỉ là chính xác rồi ạ. À, nếu thầy cô nào mà cảm thấy buổi chia sẻ của cô Thanh Tâm rất tuyệt vời, hãy comment tuyệt vời đi ạ. À, tuyệt vời ạ. À, và cảm ơn cô Thanh Tâm ạ. À, cảm ơn ạ. À, hãy comment đi ạ. À, cảm ơn ạ. À, vâng, xin được cảm ơn cô giáo Thanh Tâm đã chia sẻ những tính năng nâng cao rất tuyệt vời của Zoom mà lâu nay chúng ta không để ý tới. Cảm ơn những cái sự chia sẻ của tất cả các thầy cô giáo Protector Army, những chiến binh tuyệt vời của chúng ta. Xin chúc mừng các thầy cô giáo và chúc cả nhà chúng ta một ngày thật là vui vẻ, thật là năng lượng. Và xin cảm ơn, chúng ta hãy mở mic tạm biệt trong buổi sáng ngày hôm nay đi ạ. Xin cảm ơn cô Tâm, cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô Vâng, Mai, cảm cảm ơn ơn cô Tâm và cô Mai, chúc cả nhà cảm mình ơn năng lượng, tất cả các thầy cô, chào tất cả các thầy cô ạ, tất cả các thầy cô, con vào đây đi, cảm ơn cô Tâm rất là nhiều.